Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 170. Chương 1691, thành phố Bỏ Hoang 1. Ngày thứ hai thành phố Đại Xuyên, Dương Gian từ sân bay xuất phát, lái xe vào trong thành phố khu quỷ dữ trong hồ sơ ghi chép. Khu quỷ dữ chỉ là biệt hiệu của sự việc linh dị. Thật ra thì nơi đó là một khu thành phố cổ chưa được phá vỡ ở thành phố Đại Xuyên. Nơi đó xảy ra sự việc linh dị, bị người phụ trách trước đó Lý Nhạc Bình phong tỏa. Số người ngồi trên xe không ít. Lý Dị, Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa ba người này lựa chọn đi cùng, còn lại là hai người Dương Gian và Lý Dương. Cộng lại là 5 người, toàn bộ là tín sử của Bưu Cục Quỷ. Đây là lần đầu tiên hợp tác, cũng là nhiệm vụ đưa thư tương đối khó khăn nhất. Đối với việc hôm qua bắt nhốt thành công đầu quỷ bóng, nguy hiểm xung quanh bên ngoài thành phố Đại Xuyên đã được giải quyết. Những thứ kỳ lạ xuất hiện trong thành phố cũng trong hôm nay sẽ biến mất sạch sẽ. Đồng thời, thành phố này cũng rơi vào tĩnh lặng như chết vậy, một chút ít sinh khí cũng không có. Trên đường vắng vẻ, thậm chí trong không khí vẫn còn đâu đó mùi hôi của xác chết. Thời gian liên quan sự việc linh dị này quá lâu, rõ ràng là sự việc linh dị cấp C, nhưng do mất khống chế nên nảy sinh ra sự uy hiếp sắp trở thành sự việc linh dị cấp S. Thành phố này xong rồi. Lý Dương ngồi kế, nhìn bên ngoài mà thở dài. Hắn từng bị nhốt trong thế giới quỷ họa nên cũng có sự trải nghiệm tương tự, không đến nỗi nào. Lý Dị ở đằng sau nói, có thể sẽ còn người sống. Lúc nãy ta đi qua hình như thấy được gần cửa số có bóng người di chuyển. Đích thật là còn người sống, chỉ là không nhiều mà thôi, và thành phố này cũng chưa có xong. Trên hồ sơ không phải đại đa số người đều được Lý Nhạc Bình di rời sao? Lưu Thanh Thanh nói, nàng cầm trên tay một phần hồ sơ photo. Trên đó ghi là sự việc linh dị biệt hiệu khu quỷ dữ. Có hồ sơ vài ngôi mộ, Dương Gian lựa chọn công khai. Dù sao, trong hồ sơ cũng không có thật chất nội dung gì, đồng thời muốn họ biết được thật chất nơi đây xảy ra sự việc gì, để khỏi phải không biết gì cả, đến lúc chết cũng không rõ ràng. Đội trưởng, ngươi cảm thấy ác quỷ trong khu quỷ dữ đã được Lý Nhạc Bình xử lý rồi sao? Lý Dương nói. Dương Gian nói, chắc đã xử lý rồi, nhưng ta chỉ cảm thấy chưa giải quyết triệt để thôi, vì từ đầu đến cuối, trung tâm khu quỷ dữ cũng thuộc trạng thái phong tỏa. Đây là thủ đoạn của người phụ trách thường dùng để giải quyết sự việc linh dị. Phong tỏa cả khu vực, để ác quỷ ở trong khu vực không có người, chỉ cần bảo đảm quỷ không làm bậy, thì sự việc linh dị xem như giải quyết thành công. Không nhất thiết phải bắt nhốt ác quỷ thì mới gọi là giải quyết sự việc linh dị. Ngoài ra, trung tâm khu quỷ dữ là khu dân cư Minh Nguyệt, cũng là nơi chúng ta phải đưa thư, và khu dân cư Minh Nguyệt là một vài ngôi nhà cổ 5 tầng. Nói xong, Dương Gian đưa phần hồ sơ liên quan đến khu dân cư Minh Nguyệt. Trên đó hiển thị khu dân cư Minh Nguyệt thành lập được 30 mấy năm và xung quanh khu thành phố cổ. Mấy năm gần đây thành phố Đại Xuyên phát triển nhanh chóng, khu thành phố cổ này đang được tháo gỡ. Kết quả là khi tháo gần tới khu dân cư Minh Nguyệt thì xảy ra sự việc linh dị, và cũng là biệt hiệu của hồ sơ sự việc khu quỷ dữ, gần đó bắt đầu có người liên tục chết thảm, sau đó là Lý Nhạc Bình gia nhập. Sự việc không phức tạp, chỉ đơn thuần là một sự việc linh dị xảy ra trong thành phố. Sự việc tương tự như thế những nơi khác cũng có, không có gì đáng để quan tâm và để ý. Điều duy nhất đáng để ý đó là khu dân cư Minh Nguyệt. Một khu thành phố cổ 30 mấy năm trước, một nơi mà Bưu Cục Quỷ chỉ tên đưa thư, khu vực trung tâm khu quỷ dữ. Những tin tức sâu chuỗi với nhau thì đủ để chứng minh khu dân cư này rất đặc biệt, thậm chí ngay cả Lý Nhạc Bình cũng trốn trong khu quỷ dữ của khu dân cư Minh Nguyệt. Vừa lái xe vừa suy nghĩ ra mọi tình huống. Còn bộ dạng của những người khác thì giống như đang đi đến pháp trường vậy, tâm trạng rất nặng nề. Trên thực tế, tối qua nguyên một đêm ba người họ đều không có ngủ. Đặc biệt là Dương Tiểu Hoa, nàng mất ngủ, lại nằm mơ, giật mình tỉnh giấc, sau đó muốn ngủ thì đã không ngủ được, thậm chí đến giờ vẫn còn rất tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào. Nhưng sự tỉnh táo này chỉ là tạm thời. Nếu như trạng thái này duy trì trong thời gian dài, tinh thần hắn sẽ thất thường, sau đó sụp đổ, cuối cùng thậm chí sẽ có khả năng nổi điên. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1692, thành phố Bỏ Hoang 2. Dương Gian,
Sau khi đến khu dân cư Minh Nguyệt, ngươi định hành động như thế nào? Lý Dị trầm tĩnh một hồi rồi hỏi. Không biết. Dương Gian phụ trách lái xe, tuy hắn không thích làm tài xế, nhưng càng không thích giao vô lăng cho người khác. Không biết. Lý Dị và những người khác ngơ ngác, sao lại thế? Không phải ngươi có kế hoạch hết rồi sao? Dương Gian lạnh lùng nói, làm gì có kế hoạch, ta chỉ là tìm hiểu sơ qua hoàn cảnh thôi. Đến đó phải làm gì phải xem tình huống lúc đó, trong giới linh dị việc gì cũng có thể xảy ra, chỉ lên kế hoạch trước một đêm. Ngươi tưởng quỷ của nhà ngươi sao, sẽ theo cách nghĩ của ngươi mà hành động. Người ngự quỷ cũng là tùy cơ ứng biến. Kế hoạch chỉ có phương hướng đại khái mà thôi, không thể nào làm chu toàn được. Lúc trước ở tổng bộ, kế hoạch của Vương Tiểu Minh cũng hoàn mỹ đó, nhưng lúc thực hành không phải cũng xảy ra sự cố và sơ suất sao? Vậy ngươi có cách nghĩ gì không? Lý Dị hỏi, ta có một kiến nghị, ngươi có thể nghe qua, cũng có thể từ chối. Nói xem, Dương Gian không có từ chối, dù gì nghe cách nghĩ khác của người khác cũng không phải là chuyện xấu. Gì? Khi chúng ta vừa tới khu dân cư Minh Nguyệt thì trực tiếp xông vô phòng 301 của lầu 7, đưa thư trước, sau đó mới xem xét những chuyện khác. Lý Dị nói, thay vì tốn thời gian cho những nơi khác, thôi thì hoàn thành nhiệm vụ đưa thư của bưu cục quỷ trước, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể đốt cháy bức thư và trở về bưu cục quỷ, có thêm được một phương pháp giữ mạng, đến lúc đó theo năng lực của ngươi thì sẽ bình an vô sự rồi. Cách nghĩ này không tệ, ta đồng ý. Dương Tiểu Hoa nói, ánh mắt của nàng nhìn về hướng Dương Gian. Nàng biết rõ, bản thân đồng ý không tác dụng gì, Dương Gian có thể phủ định hết. Đội trưởng, chú ý này đích thật không tệ, chúng ta có thể lợi dụng sự tồn tại của bưu cục quỷ mà chống lại những việc linh dị chưa rõ ở khu dân cư Minh Nguyệt. Mà đưa thư là một việc rất phiền phức, giải quyết trước cho nhẹ người. Lý Dương suy nghĩ, cảm thấy không vấn đề. Đương nhiên, hắn biết mọi người muốn Dương Gian hoàn thành xong việc đưa thư trước, để bản thân thuận lợi qua ải này trước. Nhưng Lý Dị cũng rất thông minh, không có che giấu ý nghĩ của mình, mà lại rộng rãi mà nói ra. Vì lúc này mà giở thủ đoạn thì vô cùng ngu ngốc. Ta phải xác nhận bức thư này rốt cuộc người nhận là ai, chứ không ta sẽ không giao thư đến phòng 301 lầu 7. Dương Gian bình tĩnh đáp, Lý Dị và Dương Tiểu Hoa lập tức im lặng. Liễu Thanh Thanh đó cười một cái, ngươi muốn đến phòng 301. Ngươi đang hiếu kỳ đối với người nhận thư sao? Nếu như chỉ là việc đưa thư thì các ngươi trước sau gì cũng chết, không tìm hiểu chân tướng, không rõ nguyên do, rất khó sống tiếp được. Dương Gian nói, quả nhiên, Liễu Thanh Thanh hiểu cách nghĩ của Dương Gian. Hắn đã nảy sinh hứng thú đối với người nhận thư phía sau. Thật ra thì nàng cũng có hứng thú đó, chỉ là để tìm hiểu chân tướng thì phải mạo hiểm rất lớn, nhưng đây đối với tín sử tuyệt đối là không gánh nổi, cho nên trong tình huống đó đa số là đưa thư xong sẽ chạy, sống sót quan trọng hơn, không suy xét gì nhiều. Nếu không trực tiếp đi đưa thư thì, đến lúc đó ngươi cần chúng tôi làm gì? Dương Tiểu Hoa hỏi. Dương Gian nói, không cần làm gì hết, chỉ cần đi theo là được. Chỉ cần đi theo ngươi. Lý Dị ngạc nhiên nói, ngươi cảm thấy dễ dàng vậy sao? Lý Dương lắc đầu, cười lạnh lùng, đám người các ngươi đi qua đi lại trong linh dị thì rất dễ dàng bị chết. Trong lòng những người khác sợ hãi, thật ra các lời này không có sai. Chỉ là họ nghĩ Dương Gian dùng họ để làm mồi nhữ, công cụ dò đường, không chỉ là đơn giản đi theo vậy. Vậy thì quá dễ dàng rồi. Đột nhiên, xe đột ngột ngừng lại. Đến rồi. Dương Gian lập tức tắt máy, hắn đang đứng ở ngã tư của một con đường. Hai bên ngã tư đường chất đầy rác thải xây dựng, bị che lại bởi một tấm lưới màu xanh, ở giữa vẫn còn lối đi cũ. Có thể thấy, nơi đây từng là một con hẻm, nhưng những tòa nhà cổ kính hai bên đã bị tháo bỏ, giờ chỉ còn lại con đường nhỏ này. Nếu qua vài tháng nữa, con đường nhỏ này sẽ biến mất, trở thành một con đường đậu xe hiện đại, xóa hoàn toàn dấu vết của khu thành phố cổ này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1693, thành phố bỏ hoang 3. Khu quỷ dữ sao? Sau khi nhìn sơ qua, gần đó có nhiều dây cảnh báo các thứ, chỉ là hiện giờ không ai bảo quản, chứ không ở lúc trước đi tới ngã tư này xe của hắn đã bị cản lại. Trong khu thành phố cổ này có nhiều kiến trúc bị tháo gỡ, nhưng vẫn còn sót lại một số kiến trúc chưa tháo xong. Có cái chỉ tháo một nữa,
Tòa nhà đó đã đổ nát, đang đưa qua đưa lại như muốn rơi xuống, nhìn rất nguy hiểm. Hình như không có gì bất thường. Lý Dương cảm nhận, không phát hiện gì. Đây chỉ là bên ngoài khu quỷ dữ, chắc chắn là không có gì. Bình thường lúc này cũng có xe ra vô khu dân cư Minh Nguyệt. Dương Gian ngừng lại chút rồi lập tức đi tiếp. Hắn đi theo con đường nhỏ này vào trong. Những người khác theo sau không dám chậm chạp, cũng không dám theo quá sát. Cũng may thời tiết hôm nay không tệ, buổi sáng còn có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xung quanh sáng sủa. Cộng thêm mùa đông đã qua, thời tiết ấm lên, gió lạnh cũng dần dần tan biến, tắm dưới ánh nắng làm cho con người cảm thấy ấm áp. Chỉ là, cơ thể thì ấm áp, nhưng đa số trái tim họ đều lạnh lẽo. Khu quỷ dữ đại diện cho thành phố cổ có nhiều tòa nhà năm tháng khác nhau nối tiếp nhau. Những tòa nhà gần hơn là hơn 10 năm trước, và những tòa nhà xa hơn một chút đều đã có tuổi đời 50 hoặc 60 năm. Do đại đa số kiến trúc đều bị tháo gỡ, tầm nhìn phía trước của Dương Gian không bị cản trở, hắn có thể nhìn rất rõ gần đó có khu rác thải xây dựng vẫn chưa vận chuyển đi. Nhưng từ từ đi vào trong khu vực, càng vô trong, kiến trúc càng hoàn thiện hơn. Vậy nói rõ công việc di rời này không có ảnh hưởng đến khu vực bên trong. Đường đi phức tạp, tấm quảng cao neon cũ kỹ, còn có những cây cột đèn thấp thấp xuất hiện ở trước mặt. Hai bên tường dơ và cũ, mặt đất gập ghềnh. Nếu như không phải nhìn thấy một số thứ của thời hiện đại, thì mọi người cứ tưởng trở về đường hầm của mấy chục năm trước. Trước mặt là khu dân cư Minh Nguyệt. Lý Dương xem định vị, chỉ một con đường ở phía xa khu dân cư cũ. Trên đường đi không xảy ra nguy hiểm gì. Dương Gian đã đến gần khu dân cư Minh Nguyệt. Hắn nhìn thấy không xa lắm có từng dãy lầu 5 tầng, khoảng 9, 10 tòa. Các tòa nhà được xây dựng cùng một thời đại, tường bên ngoài đã được quét vôi lên và được sơn lại với màu xanh nhạt, nhìn có vẻ mới. Nhưng đường đi khu dân cư ngay cả cửa sổ bằng kính cũng không có. Tất cả cửa sổ hình thoi được làm bằng gạch và xi măng. Loại cửa sổ này ở ngoài hành lang nhất định rất tối, chỉ sợ vào ban ngày thì cũng cảm giác âm u. Một khi về đêm, nếu hành lang không có đèn, thì giống như mò đường đi trong bóng tối vậy. Lúc trước thành phố Đại Xương cũng có khu dân cư cổ, thậm chí lúc nhỏ Dương Gian cũng từng sống qua ở đó. Nhưng hiện giờ đã được tháo gỡ hết. Khu dân cư Minh Nguyệt sao? Dương Gian dừng chân, không đi tiếp, hắn cầm điện thoại lên gọi đi. Đó là số hôm qua người xưng là Lý Nhạc Bình gọi tới. Nếu là thật, vậy theo lời của Lý Nhạc Bình, thì bản thân hắn đang trốn trong khu dân cư Minh Nguyệt. Điện thoại đã gọi đi, nhưng luôn ở trạng thái gọi đi, không có người nghe. Nghe, là tiếng gì vậy? Đột nhiên, Lý Dị chăm chú nghe, hình như tiếng chuông điện thoại, ở trước mặt. Thính giác của Dương Tiểu Hoa rất tốt, nàng nghe rõ ràng ở phương hướng nào, đưa ta ra chỉ. Dương Gian nhíu mày, bỏ điện thoại xuống, nhưng không có ngắt, hắn nghe được tiếng chuông điện thoại, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng khi xung quanh không có tiếng động nào thì có thể nghe được. Lập tức, hắn đi theo tiếng điện thoại truyền tới, rất nhanh. Hắn đi dọc theo đống đổ nát của khu dân cư Minh Nguyệt thì nhìn thấy một túi nhựa màu đỏ, treo trên một thanh thép, trong đó có một chiếc điện thoại di động. Điện thoại của Lý Nhạc Bình. Lý Dương ngơ ngác, lập tức nói, hắn biết chúng ta sẽ đến đây nên đã để điện thoại ở đây trước để chúng ta dễ phát hiện. Chắc là vậy. Dương Gian gật đầu, hắn cũng đoán giống Lý Dương vậy. Lấy điện thoại trong túi nhựa màu đỏ ra. Quả nhiên, trên đó hiển thị số điện thoại của hắn. Chỉ là pin điện thoại không còn nhiều, nhiều nhất có thể kiên trì trong một ngày thì điện thoại sẽ tự động tắt máy. Đoán chắc hôm nay ta sẽ đến khu dân cư Minh Nguyệt sao? Dương Gian nhíu mày, hắn mở điện thoại ra bắt đầu xem. Điện thoại không có mật mã, bên trong cũng không có thông tin gì, chỉ có một tin nhắn chưa đọc, xem. Ra là Lý Nhạc Bình nhắn cho Dương Gian. Dương Gian, nếu như nhìn thấy tin nhắn này đã nói rõ ngươi đã đến khu quỷ dữ, cẩn thận, khu quỷ dữ có đến 3 con quỷ quanh quẩn. 3 con quỷ này đang tìm ta, trong 3 con quỷ đó có 2 con là đồng đội của ta sau khi chết ác quỷ thức tỉnh mà hình thành. Còn một con rất thần bí, thông tin ta biết được cũng không nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi biết tin 2 con ác quỷ cũng đồng đội ta. 3 con quỷ, người ngự quỷ sau khi chết đã hình thành 2 con quỷ, còn một con có thể là con quỷ trong khu quỷ dữ. Dương Gian tiếp tục xem, phía dưới là thông tin Lý Nhạc Bình để lại cho hắn. 2 người đồng đội của Lý Nhạc Bình, trước khi chết tên là Giang Thành, biệt hiệu Mộng Du. Trên hồ sơ hiển thị,
Giang Thành giá ngự con quỷ rất đặc biệt, con quỷ này trong ban ngày sẽ không có động tĩnh gì bất thường, nhưng vào ban đêm thì hắn sẽ tiếp nhận cơ thể của Giang Thành. Bắt đầu quanh quẩn, vô cùng nguy hiểm, lúc Giang Thành còn sống có thể khống chế trạng thái mộng du, không để quỷ tùy tiện giết người. Nhưng giờ Giang Thành đã chết, cũng có nghĩa là vào ban đêm, quỷ mộng du sẽ quanh quẩn khu quỷ dữ để giết người. Phương pháp tránh cũng rất đơn giản, đó là ban đêm đừng tới khu này. Nếu như ban đêm tới nơi này thiệt, thì đừng bao giờ bị con quỷ này kiếm được, chứ không sẽ rất nguy hiểm. Quỷ mộng du, vậy tạm thời đối với ta không có nguy hiểm gì, giờ là ban ngày. Dương Gian tiếp tục đọc tin nhắn. Đồng đội thứ hai của Lý Nhạc Bình là chàng thanh niên tên Trương Tiểu Tiểu, giá ngự hai con quỷ, là một người ngự quỷ rất có thực lực. Biệt hiệu, quỷ tìm người. Sau khi xem thông tin, sắc mặt Dương Gian thay đổi. Con quỷ của người này rất nguy hiểm, bây giờ đã quanh quẩn nơi này rồi. Trên đó có nói, một khi bị con quỷ đó tìm được thì sẽ lập tức chết, dù là người ngự quỷ cũng rất khó chống đỡ được, thuộc quy luật kích hoạt là chết chắc. Cái gọi là tìm thấy, một là bị phát hiện, hai là khi đến gần mấy chục mét, quy luật kích hoạt rất đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1694, Hun Đen khu dân cư 1. Giang Thành, Trương Tiểu Tiểu. Dương Gian nhìn thông tin của hai người này trong tin nhắn điện thoại, trong lòng cảm thấy nặng nề. Lúc còn sống hai người này là người ngự quỷ, giá ngự ác quỷ, đồng thời cũng là đồng đội của Lý Nhạc Bình, mà không phải người trực thuộc tổng bộ, là ngự quỷ dân gian. Nhưng giờ hai người này đã chết, cho nên Dương Gian để ý tới ác quỷ trên người của hai người này. Một con là quỷ mộng du. Ban đêm ác quỷ mới hoạt động, quanh quẩn khu thành phố này, tiến hành giết người không khác biệt, độ nguy hiểm rất cao. Ngoài ra một còn là quỷ tìm người. Quỷ này càng nguy hiểm hơn, không kể ngày đêm, chỉ cần bị quỷ phát hiện, đồng thời đến gần vài chục mét, thì ngươi sẽ lập tức chết. Mà quỷ gõ cửa, còn có quỷ họa thì tiếng bước chân của ác quỷ này là một tính chất, đều thuộc loại kích hoạt là chết ngay. Loại quỷ này vô cùng đáng sợ, đại đa số người ngự quỷ không cẩn thận thì có thể sẽ chết. Nhưng điều khiến Dương Gian cảm thấy phiền phức nhất là người ngự quỷ tên Trương Tiểu Tiểu. Cũng có quỷ vực, đó là năng lực giá ngự con quỷ thứ hai. Trên tin nhắn không có giới thiệu cụ thể tình trạng con quỷ thứ hai, có thể Lý Nhạc Bình cũng không biết gì nhiều. Dù gì cũng có nhiều người thích chưa giấu nghề, chỉ ghi một câu là không nên ở lâu trong làn khói dày đặc. Quỷ vực phối hợp với quỷ tìm người, mặt Dương Gian đen thui. Một khi quỷ vực bao phủ, ác quỷ muốn tìm người thì vô cùng dễ dàng, nếu như không nghĩ cách rời khỏi quỷ vực này thì rất nhanh mọi người sẽ chết hết. Đương nhiên, còn có một điểm đừng để bị quên. Trong khu quỷ dữ, đã tồn tại sẵn một con quỷ quanh, quẩn nơi này. Nếu người sống ban ngày xuất hiện trong khu quỷ dữ, thì rất dễ bị quỷ tìm người phát hiện, sau đó chết ngay lập tức. Còn ban đêm thì có thể tránh được quỷ tìm người, nhưng lại xuất hiện quỷ mộng du, lúc đó có đến hai con quỷ quanh quẩn nơi này, độ kinh khủng sẽ được gia tăng. Đây rõ ràng là một cuộc chơi trốn tìm mà. Dương Gian nắm chặt điện thoại, xem tới phần cuối tin nhắn. Dương Gian, ta cũng không biết tin ác quỷ trong khu quỷ dữ, chứ không phải là không cho ngươi biết, mà những ai từng gặp qua con quỷ này đều đã chết, ta từng tiếp xúc qua. Nhưng quá trình thì ta đã lãng quên. Ta phải dùng đến năng lực ác quỷ có nghĩa là lúc đó ta chắc chắn đã trải qua chuyện vô cùng nguy hiểm, phải xóa bỏ sự tồn tại của ngày đó. Cho nên, ngươi nhất định phải rất cẩn thận. Đây là một lời nhắc nhở. Lý Nhạc Bình nói với Dương Gian, hắn từng ở khu quỷ dữ chịu sự mất mát, xém chút mất mạng. Không thể không dùng đến năng lực của quỷ lãng quên để quên đi mọi việc của ngày đó, sau đó mới sống tiếp được. Đội trưởng, trên tin nhắn nói gì rồi? Lý Nhạc Bình có phải đã để lại manh mối không? Lý Dương hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Dương Gian nặng nề không nói gì, đưa điện thoại cho Lý Dương, ngươi tự xem đi. Lý Dương lập tức lấy điện thoại lên đọc lại các tin nhắn. Lý Dị, Dương Tiểu Hoa, còn có Liễu Thanh Thanh cũng hiếu kỳ cùng qua xem, muốn biết rốt cuộc là sao. Dù gì nắm càng nhiều tin tức, thì cơ hội sống sót càng lớn, cho dù họ đến để làm bia đỡ đạn thì cũng phải cố gắng đấu tranh. Sao lại cam tâm chết mơ hồ vậy được? Quỷ mộng du, quỷ tìm người. Trong khu quỷ dữ có một ác quỷ chưa biết. Trời ơi, chỗ này có đến ba con quỷ.
thảo nào gọi là khu quỷ dữ, đúng là danh xứng với thực. Cũng may giờ là ban ngày, con quỷ Mộng Du chưa xuất hiện, chứ không càng khiến người ta tuyệt vọng. Trong lòng ba người đang run, cảm thấy lời Lý Dương nói lúc này không hề sai, họ cứ đi đi lại lại chỗ này có thể sẽ chết, thật ra họ không cần làm gì cả, vì là không có gì làm được. Cũng may có tin nhắn tình báo, nếu không biết gì mà đi vô thế, thì chết cũng không biết vì sao chết. Lý Dị sờ lên trán đang đổ mồ hôi, có chút sợ, tin nhắn này vô cùng quan trọng. Dù gì quỷ tìm người này nếu như ở tình huống không biết gì thì sẽ chịu sự uy hiếp rất lớn, nhưng nếu biết thì có thể ngăn ngừa trước, né tránh được. Trong tình huống này sao mà đưa thư đây, lỡ như quỷ trong khu dân cư Minh Nguyệt, mình đi thế là chui vào chỗ chết rồi sao? Dương Tiểu Hoa cắn môi, lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1695, Hun Đen khu dân cư 2. Mức độ đưa thư này quá khó rồi, chả trách lần này phải cần nhiều người đưa thư vậy, đoán là dựa vào tính mạng con người đi bù đắp mà. Một đám người xông vào khu quỷ dữ cũng sẽ có mấy người may mắn không bị quỷ phát hiện tìm tới, thuận lợi đưa được bức thư đó tới phòng 301 tòa 7. Lúc này Dương Gian không nói lời nào, sử dụng quỷ nhãn, khi sử dụng quỷ vực thì có thể lập tức tới được cửa lớn phòng 301 tòa 7. Có thể trực tiếp tránh được mạo hiểm bị quỷ tìm tới, dù gì quỷ vực có thể ngăn cách phần lớn nguy hiểm. Nhưng mà, nếu lần nữa sử dụng quỷ nhãn thì chắc chắn sẽ thức tỉnh. Vấn đề này, Dương Gian cảm nhận được. Sự áp chế đã lên tới cực hạn, lần trước ở bưu cục quỷ đã dùng qua quỷ nhãn một lần nhưng do bản thân bưu cục quỷ thuộc trong quỷ vực. Bản thân đã được áp chế, cho nên đầu cơ trục lợi một lần. Nhưng loại đầu cơ trục lợi không thể nào lặp đi lặp lại được. Nếu không thể sử dụng quỷ vực thì miễn cưỡng xông vào khu dân cư Minh Nguyệt vậy. Dương Gian cố kìm nén thôi thúc liều mạng, chưa kể giờ vẫn chưa tới lúc phải liều mạng. Đi thôi, vào khu dân cư Minh Nguyệt tòa 7 xem sao, thời tiết hôm nay không tệ, biết đâu vận may cũng không tệ. Trên đường không bị quỷ phát hiện, mà hiện giờ chúng ta cũng đang ở khu quỷ dữ rồi, cứ ở đây đứng hoài cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, quyết định lập tức hành động. Ngoài ra, tình trạng nơi này đại khái cũng đã tìm hiểu qua, trước sau gì cũng phải hành động, nguy hiểm này cũng không vì ngươi không hành động mà biến mất được. Đem theo đinh quan tài phải chăng sẽ an toàn hơn. Nếu bị quỷ tìm được, chúng ta có thể đối mặt liều một lần. Lý Dương bước nhanh để theo kịp và nén giọng nói. Dương Gian nói, sân bay thành phố Đại Xuyên cách đây bao xa? Khoảng 10 cây số. Lý Dương ngơ ngác, có chút không hiểu. Dương Gian nói, với khoảng cách này thì khi ta cần dùng đến đinh quan tài thì sẽ lập tức lấy được, cùng với việc đem theo bên mình cũng không có khác biệt gì. Nhưng mà đội trưởng trạng thái của ngươi không được tốt, không thể dùng đến quỷ vực. Lý Dương lập tức hiểu ra. Để bên mình hay để ngoài sân bay mười mấy cây khi dùng đến quỷ vực thì khoảng cách cũng xem xém nhau. Cũng cần lấy đinh quan tài, giờ là nói rõ liều mạng, không thể quan tâm nhiều nữa. Dương Gian nói từ từ, nếu như có thể ta không muốn đi tới bước này, dù gì nguy hiểm cao quá, rất là cao, ngươi chỉ cần phối hợp với hành động của ta là được, không cần lo lắng đến những thứ khác. Ta là đội trưởng, những chuyện khác ta sẽ xem xét. Lý Dương thận trọng gật đầu, năm người lại bắt đầu xuất phát, lần này thận trọng hơn nữa. Vì đã xác định nơi này chắc chắn là có ác quỷ quanh quẩn, tuy là diện tích khu thành phố cổ này rất lớn, như do vấn đề tháo gỡ. Đa số kiến trúc nơi này đều sụp đổ, tầm nhìn được mở rộng hơn đồng thời cũng gia tăng tỷ lệ bị ác quỷ phát hiện. Nhưng đây có tốt cũng có xấu, chỉ là địa hình. Nơi đây đơn giản chút, nếu như nhận ra sớm thì có thể tránh được nguy hiểm. Bước đi của Dương Gian có chút nhanh, hắn trực tiếp thẳng tiến vào khu dân cư Minh Nguyệt chứ không muốn tốn thời gian trên đường đi. Ánh nắng buổi sáng tươi sáng, xem ra vận may cũng rất tốt. Một nhóm người không gặp vấn đề nguy hiểm gì thì đã đến cửa lớn khu dân cư. Bảng hiệu cũ kỹ bị rỉ sét treo phía trên với dòng chữ khu dân cư Minh Nguyệt. Chỉ cần nhìn bảng hiệu là biết khu dân cư này có 5 tháng rồi, đến rồi. Trong lòng mọi người đều đang run, tuy trên đường họ không gặp nguy hiểm gì nhưng cũng không cảm thấy vui mừng vì nơi khu dân cư này thật sự là nơi nguy hiểm. Tòa nhà không chỉ được bảo tồn tốt mà quan trọng nhất là nằm ngay trung tâm của khu quỷ dữ.
Nếu như gần đó có quỷ quanh quẩn, thì khả năng trong khu dân cư này là rất lớn. Vào trong, Dương Gian chần chừ một chút, giống như đầu tàu gương mẫu đi một bước lớn vào khu dân cư có quỷ ám kinh hoàng. Những người khác hít thật sâu, cố kìm nén nổi sợ hãi trong lòng mà bước theo. Nhưng khi bước vào trong khu dân cư Minh Nguyệt thì tình huống lập tức thay đổi, hoàn cảnh xung quanh trở nên nặng nề. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1696, Hun Đen khu dân cư 3. Cùng lúc đó, một mùi hăng nồng xộc thẳng vào mặt, khiến cho mọi người gần như nghẹt thở. Dương Gian hít sâu một hơi, cảm giác tim phổi đau nhói, như muốn đốt cháy, có cảm giác thiếu oxy trầm trọng. Con ngươi của hắn từ từ phát sáng, quan sát xung quanh. Nguyên khu dân cư này không còn như lúc trước nhìn vào nữa, mà được bao trùm một tầng khói mù. Màu của khói mù này là màu đen, giống như bay ra từ ống khói dày đặc và có mùi cháy khét. Đây là sương mù dày đặc. Lý Dương cũng bước vô, hắn ho dữ dội và vô cùng không thích nghi. Không phải sương mù, một mảng trăng xóa của Phùng Toàn mới là sương mù. Đây là khói dày, là quỷ vực con quỷ thứ hai của đồng đội Lý Nhạc Bình tên là Trương Tiểu Tiểu. Trong tin nhắn có nhắc nhở chúng ta là không nên ở lại lâu trong khói dày, xem ra là nói cái này. Sắc mặt Dương Gian thay đổi. Ta cảm nhận được làn khói này đang ăn mòn cơ thể người sống. Chỗ này ở lâu, người bình thường chắc chắn sẽ chết. Độ nguy hiểm so với quỷ xương còn cao hơn nữa. Mỗi lần hít thở, Dương Gian đều cảm nhận được dấu vết cơ thể bị ăn mòn. Nhưng do ảnh hưởng của quỷ bóng, dấu vết của sự ăn mòn này đang phục hồi. Cảm giác khó chịu cũng tan biến nhanh chóng. Chỉ là hắn có thể không chú ý đến sự ăn mòn này. Lý Dương và những người khác thì không được. Lý Dương đang che mũi miệng lại, nhưng không có tác dụng. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau đớn, giống như phổi đang bị đốt cháy. Cái mùi này, sau khi Lý Dị vừa bước vào đã nôn ngay bên cạnh. Giống như cái lò thiêu xác vậy, cái mùi giống hệt như mùi thiêu xác chết, vẫn còn cháy xác chết, ta không thể chịu được nữa, nôn mửa. Dương Tiểu Hoa cũng ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai, nàng không có nôn, chỉ là cảm thấy buồn nôn, vội vàng bịt miệng và mũi lại. Lưu Thanh Thanh mặc sườn xám có vẻ thích ứng hơn, nàng rất điềm tĩnh, cũng rất bình tĩnh, chỉ ngước nhìn lên trời. Ánh nắng mặt trời vốn tươi sáng, vào lúc này bóng tối bao trùm, như đã bước vào một ngày đầy mây và mưa. Chỉ là đang bay lơ lửng trên bầu trời không phải mây đen mà là khói dày đặc. Khu dân cư đang bị quỷ vực bao phủ, nhìn từ bên ngoài thì cảm thấy bình thường, nhưng khi bước vô thì cảm thấy không ổn. Tin nhắn Lý Nhạc Bình nhắc nhở các ngươi cũng đã xem, hành động phải nhanh. Ở lại càng lâu, khói này sẽ sặc chết người. Dù gì đây cũng không phải là khói bình thường, mà có bao hàm năng lượng linh dị. Tuy là không bắt mắt, nhưng lại có uy hiếp rất lớn đối với người bình thường. Dương Gian vừa nói vừa vào trong khu dân cư. Khói này không được xem là đặc biệt nồng, dường như trong khu dân cư đang tồn tại một loại lực lượng linh dị khác. Phân tán khói nồng này, xung quanh không còn cảm giác khói quấn quanh, tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng dường như khói này cũng tồn một khoảng thời gian trong khu dân cư rồi. Mặt đất, tường cũng bị hun đen hết. Thậm chí một số cây dù có 20 đến 30 năm tuổi trong khu dân cư cũng bị hun khói thành than, lá rụng từ lâu. Nếu không biết còn tưởng đây từng xảy ra một trận lửa lớn, đốt cháy mọi thứ trong đây. Quỷ vực ở đây thì cũng nói rõ quỷ tìm người cũng ở đây. Trong lòng Dương Gian nghĩ, nhưng sức mạnh của quỷ vực này thì không mạnh lắm, chắc mức độ chỉ có 3-4 tầng. Nếu như sau khi ta mở quỷ nhãn thì có thể trực tiếp chống sự ăn mòn hoặc có thể trực tiếp rời khỏi chỗ này. Đây là tin tốt duy nhất. Chỉ là tường cũng bị hun đen, có một số thứ cũng nhìn không rõ. Muốn xác nhận tòa 7 thì phải đi kiếm rồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1697, Hun Đen khu dân cư 4. Dương Gian bình tĩnh suy nghĩ, đây là dãy có 3 tòa liên tiếp nhau. Có nghĩa là 7 tòa nhà nằm ở dãy thứ 3, nếu không phải bên trái của dãy thứ 3 thì là ở bên phải. Lúc trước tra soát tin tức nên không có chuẩn bị vị trí chính xác của 7 tòa nhà. Trong lòng hắn lắc đầu, cảm thấy bản thân sơ ý quá. Nhưng đây ảnh hưởng không lớn, chỉ cần đi thêm vài đường là được.
mọi người đi theo sau Dương Gian. Lúc này không còn dùng từ lo lắng để hình dung nữa, mà là mọi người đang run sợ. Vì họ đang thật sự bước vào nơi kinh hoàng. Quỷ đang quanh quẩn đâu đó trong khu dân cư. Quỷ vực bao phủ cả khu dân cư là chứng minh tốt nhất. Đừng bao giờ bị để mắt tới. Trong lòng Lý Dị cầu, nguyện, hắn che mũi miệng lại, cố gắng kìm không được ho, để tránh quỷ nghe được sẽ dụ quỷ tới. Thông tin của quỷ tìm người hắn cũng xem qua. Cho quỷ tìm được thì chắc chắn chết, không ai có thể cứu được. Bước chân Dương Gian vẫn đi rất nhanh, hắn vẫn không do dự, trực tiếp tới tòa dân cư dãy thứ ba. Hắn không có thời gian quan tâm dãy một, dãy hai của tòa nhà, có thể sẽ có chút nguy hiểm, có thể sẽ có chút tình huống, nhưng hắn cảm thấy địa điểm đưa thư là quan trọng nhất. Cái phòng đó, rốt cuộc là người nào ở? Ác quỷ hay là người sống? Hoặc có thể là Lý Nhạc Bình. Nhưng rất nhanh, Dương Gian đột nhiên dừng bước vì hắn phát hiện một cái xác ở con đường phía trước, một cái xác bị cháy đen. Xác chết nằm dưới đất không cử động, cơ thể đã bị mất nước, như thịt hun khói vậy, đã không thể nhìn rõ là ai. Là một người sống đã chết tại đây. Trong lòng lập tức có phán đoán, hắn vốn không muốn quan tâm. Kết quả là bộ đồ của cái xác này lại thu hút sự chú ý của hắn. Tuy là bộ đồ bị hun đến đen thui không ra gì, nhưng Dương Gian vẫn nhận biết được. Đây là đồng phục của người phụ trách. Chỉ có những người phụ trách trực thuộc tổng bộ thì mới tư cách mặc quần áo này. Dương Gian cũng có một bộ, nhưng hắn dường như đã thôi việc, nên rất lâu rồi không mặc, đang treo trong tủ đồ ở nhà. Bình thường Trương Lệ Cầm cũng lấy ra ủi và chỉnh chu lại. Trong thành phố Đại Xuyên chỉ có một người có tư cách mặc bộ đồ này, đó là Lý Nhạc Bình. Lập tức ngồi xổm xuống và lật ngược cái xác. Cái xác rất nhẹ, không có bất thường. Sau khi lật, một khuôn mặt méo mó và gớm ghiếc của cái xác lộ ra trước mắt, vừa nhìn thấy đã khiến người ta run sợ, không biết người này trước khi chết đã phải chịu sự tra tấn và tuyệt vọng gì. Cẩn thận, Dương Tiểu Hoa nhỏ tiếng nhắc nhở. Nàng thật không muốn Dương Gian Vị đụng vào cái xác này mà bị chết, như thế thì hành động của họ xem như xong. Các xác không vấn đề. Lý Dương nén giọng nói, hắn cũng đang để ý tình trạng. Nhưng mà Dương Gian không phải nhận dạng khuôn mặt, mà nhìn vào cái tên trên đồng phục. Đó là một cái bảng tên ngay ngực, cái bảng tên được làm bằng vàng, giống như bảng tên thân phận của lính nước Mỹ vậy. Dù cho bị hun tới đen, nhưng khi Dương Gian lấy tay chùi nhẹ, thì lập tức sáng trở lại. Năng lực ác quỷ mạnh cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng đến vàng. Trên bảng tên có ghi ba chữ khiến mọi người phải trợn mắt lên. Lý Nhạc Bình, nói đùa gì thế? Dương Gian đột nhiên đứng dậy. Đây là đồng phục của Lý Nhạc Bình, hay là cái xác này là của Lý Nhạc Bình? Cái gì? Tên là Lý Nhạc Bình. Lý Dương giật mình, cảm thấy lạnh người từ chân lên tới sau ót. Nếu như cái tên không có sai, vậy thì người phụ trách thành phố Đại Xuyên Lý Nhạc Bình chính là cái xác khô hun đen này. Nếu như Lý Nhạc Bình đã chết, vậy thì hôm qua người nói chuyện điện thoại với hắn lại là ai? Điều kinh hoàng nhất là, thật sự không ai nhớ mặt mũi của Lý Bình là như thế nào, cho nên cũng không có cách nào xác nhận đó có phải là Lý Nhạc Bình không, hay là giả. Lý Dương cảm thấy tê cả da đầu. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1698, Bất thường trong làn khói 1. Đội trưởng, xác này là của Lý Nhạc Bình sao? Lý Dương nhìn thấy cái xác gớm ghiếc, vặn vẹo và thâm đen, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Điều đáng sợ không phải là ở cái xác khô, mà là sự kỳ lạ đằng sau của toàn bộ sự việc. Nếu như đây là Lý Nhạc Bình, vậy hôm qua người gọi cho Dương Gian, đồng thời nói bản thân hắn Lý Nhạc Bình đang ở khu dân cư Minh Nguyệt chắc không còn sống. Điều chí mạng nhất là, trên đường tới đây cái điện thoại di động treo trên đống đổ nát của tòa nhà cũng của Lý Nhạc Bình để lại. Nếu như Lý Nhạc Bình đã chết, vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra, mà nếu có xảy ra thì có nghĩa là việc này rất đáng để nghi ngờ và phải đi tìm hiểu. Dương Gian lúc này không có trả lời Lý Dương, hắn đang suy nghĩ, tự lẩm bẩm một mình, đồng phục của người phụ trách không thể nào mượn người khác mặc được. Lý Nhạc Bình cũng không nhàm chán đến nổi khi gặp nguy hiểm lại cởi bộ đồ ra mặc lên người của người khác, quỷ cũng không thể chỉ nhận đồ mà không nhận người. Cho nên khả năng thay đổi đồ là gần như không, ngoài ra cái xác khô này đã ở đây được một khoảng thời gian, tuy không biết là được bao lâu.
nhưng bị khói hun đến như vậy thì chắc chắn không phải phát sinh trong hai ngày này, ít nhất cũng là trên nửa tháng thì mới xảy ra tình trạng này. Tay hắn xách lấy cái xác khô, rất nhẹ, không có độ ẩm và hong gió, nó không khác gì xác động vật. Bằng chứng này trên tay, Dương Gian không thể không kết luận cái xác khô này rất có thể là của Lý Nhạc Bình, dù gì khu quỷ dữ này sớm đã bị phong tỏa. Người bình thường không thể nào vào đây, mà Lý Nhạc Bình từng nói hắn thật sự đã vào khu quỷ dữ, đang gặp nguy hiểm. Có phải là con quỷ của quỷ nô lúc trước? Lý Dương đột nhiên nhớ và lập tức hỏi. Hôm qua bắt nhốt con quỷ đó có chiếm giữ ký ức của Lý Nhạc Bình, giả dạng Lý Nhạc Bình tiếp quản thành phố Đại Xuyên. Nếu như là con quỷ đó khống chế người sống và mặc đồng phục của Lý Nhạc Bình vào khu quỷ dữ này và sau đó chết tại đây. Cũng có khả năng này. Ánh mắt Dương Gian chuyển động. Nhưng mà suy tính thời gian thì dường như khả năng này không đúng lắm. Do cái xác khô này xen vào nên mọi người không thể không dừng chân lại. Thời gian bị chậm trễ tuy không nhiều nhưng lại gấp chết những người phía sau Lý Dị. Dương Gian và Lý Dương có đủ tự tin để tốn thời gian tại đây nhưng cũng không được, vì mỗi khi hít thở tại đây đều có cảm giác bị hành hạ, nội tạng như bị đốt cháy, đau đớn. Mà nỗi đau này càng ngày càng nặng, dường như lượng nước trong cơ thể đang từ từ bốc hơi. Điều kỳ lạ là sương khói trong khu dân cư không hề nóng mà lại lạnh lẽo, tối tăm, khiến người ta có cảm giác da thịt như được bao phủ bởi một tầng khí lạnh. Bên ngoài thì lạnh băng, bên trong thì lại nóng gian đau đớn. Sự hành hạ này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Họ không thể nào không nghi ngờ khi ở đây trong thời gian dài chắc chắn sẽ chết, sau đó sẽ trở thành một cái xác khô vô danh nằm dưới đất. Dương Gian, chúng ta có phải nên hành động nhanh chút? Cái xác khô này chắc không đáng để ta nghiên cứu lâu vậy chứ? Lý Dương cắn răng, che lại mũi miệng và nói. Lý Dương quay đầu liếc nhìn hắn lạnh lùng nói, nếu như cái xác này là của Lý Nhạc Bình vậy thì tất cả tin nhắn trong điện thoại lúc này rất có thể đều là giả. Thậm chí có khả năng đánh lạc hướng chúng ta, các ngươi nên ngoan ngoãn im miệng lại, không nên ảnh hưởng hành động của chúng tôi. Thái độ của hắn không khách sáo, chỉ cảm thấy tụi tín sử này có kinh nghiệm đưa thư, nhưng thật chất không có kinh nghiệm xử lý sự việc linh dị. Trước tiên là hoàn thành nhiệm vụ đưa thư là được, còn phía sau là việc đối kháng với ác quỷ, nhưng độ khó thì không chỉ chênh lệch một nữa. Tiếp tục tốn thời gian vậy thì độ nguy hiểm sẽ được gia tăng, không đáng. Vấn đề của cái xác khô này có thể đem theo, quay đầu từ từ nghiên cứu. Lý Dị mở miệng, hắn không có sợ Lý Dương. Đi thôi. Dương Gian không chậm trễ, hắn lập tức mở miệng, lập tức xuất phát, đi về phía trước. Cái xác khô của Lý Nhạc Bình hắn không có để đó, mà vẫn vác theo, chuẩn bị kiếm chỗ cất đi. Lỡ như cần điều tra gì thì cũng có chứng cứ, nếu như tùy tiện quăng tại đây thì lỡ làm mất thì lại là có chuyện rắc rối. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách, nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1699, bất thường trong làn khói 2. Mọi người tiếp tục bước đi rất nhanh, không có do dự, không có chậm trễ. Lúc trước khi chưa bước vào khu dân cư Minh Nguyệt thì còn có chút do dự, nhưng khi đã bước vào thì là đang chạy đua với thời gian. Chậm trễ một giây thì thêm một giây nguy hiểm. Năm tầng tòa nhà của dãy một đã bước qua nhanh chóng. Các tường bị hun qua giống như một tầng bao phủ đen tối và kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh đều tối om, giống như vực thẳm dẫn đến địa ngục. Thật sự rất khó khiến người ta không chú ý, sợ rằng một cái cửa sổ nào gần đó sẽ có thêm một người đột nhiên xuất hiện. Quỷ đang quanh quẩn lượn lờ trong đám khói trong khu dân cư này. Khu dân cư này tuy không lớn, nhìn cái là có thể thấy được cửa sau của khu dân cư, cho nên trong mỗi một tòa nhà, mỗi một con đường trong khu dân cư cũng có thể gặp được ác quỷ. Hơn nữa, quỷ cũng đang quanh quẩn trong khu dân cư này, vận may dường như vẫn rất tốt. Tòa nhà cũ của dãy thứ hai cũng đi qua, dù là phía trước hay sau, và bên trái hay phải, hoặc là cửa sổ hai bên trái phải của tòa nhà, cũng không có phát hiện bất thường gì. Quỷ dương như không có trong cơ bụng. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được hơi thở nặng nề của nhau, ngoài ra một chút tạp âm cũng không có. Tòa nhà cũ của dãy thứ 3 đang ở trước mặt. Phòng 301 ở tòa thứ 7 thuộc một trong hai tòa nhà bên trái và bên phải, có vẻ như đi thêm 1-2 phút là có thể đến nơi giao bức thư. Không có phức tạp, thậm chí có chút nhẹ nhàng,
dường như không có Dương Gian và Lý Dương dẫn đường, thì một tín sứ bình thường cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vẫn không có gì bất thường. Trong lòng Lý Dị tuy căng thẳng, nhưng có chút nhẹ nhõm. Cũng đã đến mức độ này rồi, nếu như thật sự có quỷ, thì cũng có thể liều mình một phen mà thôi. Dù gì hy vọng rất gần. Dương Tiểu Hoa thậm chí đã cuộn lại một tờ giấy trong tay. Đó là bức thư màu đen của bưu cục quỷ. Sau khi đưa thư thành công đốt cháy bức thư, đường thông qua bưu cục quỷ sẽ xuất hiện. Lúc đó tín sử có thể theo con đường này mà trở về bưu cục quỷ. Nếu thật sự bị quỷ đuổi giết thì quỷ cũng bị cản lại bên ngoài bưu cục quỷ. Nhưng vào lúc này, Dương Gian dẫn đường đột nhiên thay đổi phương hướng, đi thẳng đến một tòa nhà dãy thứ hai bên cạnh. Đổi phương hướng rồi. Lý Dị tức thời ngơ ngác. Đây là nhà của dãy thứ hai, không phải nhà của dãy thứ ba, tòa 7 không phải đây. Dương Tiểu Hoa không chịu được, nhanh chóng nhắc nhở. Dương Gian đột nhiên quay đầu, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng của hắn chớp nháy, im miệng, muốn sống thì cứ đi theo, quỷ đã đến rồi. Cái gì? Dương Tiểu Hoa lập tức mở to mắt, đột nhiên sợ hãi, sau đó nàng nhìn xung quanh. Kết quả là không nhìn thấy gì cả. Quỷ ở đâu vậy? Gần đây mọi thứ không phải đều bình thường sao? Thật sự là không nhìn thấy mặt mũi của quỷ. Sắc mặt Lý Dị bên cạnh liền thay đổi, hắn lập tức cầm cái chai thủy tinh, trong đó đựng chứa một chất lỏng màu vàng đục. Đó là lúc trước hắn đưa thư để lại. Có một lần Lý Dị đích thân đưa thư cho một gia đình đó trống rỗng không người, chỉ có một cái xác xương tấy. Bốc mùi hôi thối nổi lên trong bồn tắm, và mục đích của hắn là đưa bức thư vào bồn tắm trong tay người chết. Trong quá trình phát sinh ra một việc linh dị kinh hoàng khó mà giải thích được, sau đó hắn to gan lấy một ít nước trong bồn tắm rồi rời đi. Nước được tạo thành từ sự phân hủy của xác chết, nó có tác dụng kiểm tra xem linh dị ác quỷ có ở gần hay không. Lý Dị lập bể chai thủy tinh, chất lỏng màu vàng đục rơi xuống đất, lập tức biến thành máu nhớt. Mà điều kỳ lạ là máu này chảy theo một phương hướng, như đang bị gì đó thu hút, quỷ đang ở hướng đó. Lý Dị nhìn về hướng đó, đó là dãy thứ ba chính giữa tòa nhà cũ. Vào lúc này, tòa nhà dân cư đã bị một tầng khói mỏng bao phủ, khói bay mù mịt, tạo thành một bóng dáng mơ hồ, nhưng bóng dáng lại tản ra rất nhanh, tạo thành một đám khói mù mịt. Không biết là có phải nhìn sai không, làn khói dày đặc đang trôi dần về phía này. Má! Trong lòng Lý Dị chửi, toàn thân run rẩy, nhanh chóng bước theo Dương Gian. Ác quỷ ở đây không giống hình người, mà là thứ ấn giấu trong đám khói dày đặc, khó trách lúc trước không phát hiện, nếu như hắn không kiểm nghiệm thì con quỷ này ở bên cạnh cũng không phát hiện. Chạy nhanh, vội vàng hối thúc, gần như phải chạy để qua đó. Ngươi cần gì phải làm chuyện thừa này, Dương Gian cũng phát hiện quỷ rồi. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng bước theo, nàng nói nhỏ. Không cần phải tiết kiệm, qua được ải này, thứ này cũng không quan trọng, mà việc xác nhận chính xác tình huống đối với chúng ta cũng có ích. Lý Dị cũng không quay đầu, sau lưng đang toát mồ hôi. Hắn không yên tâm phán đoán của Dương Gian, và cũng lo lắng Dương Gian có sắp xếp khác, lơ là nhiệm vụ đưa thư. Dù gì Dương Gian và Lý Dương muốn làm việc gì cũng không ai biết, cũng không ai có thể cản được. Nhưng giờ xem ra, phán đoán của Dương Gian là đúng. Nhanh chóng chạy đến tòa nhà bên cạnh. Hành lang tối đến đáng sợ, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng từ cửa sổ ở cầu thang, xung quanh tối đen như mực, bị làn khói dày hun thành ra vậy. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1700, bất thường trong làn khói 3. Dương Gian nhanh chóng lên lầu, hắn chỉ lên có một tầng, lên tới tầng 2 thì lập tức đạp tung cửa một căn nhà. Cửa nhà bằng gỗ hơi cũ kỹ, không thể chống lại cú đạp của Dương Gian. Mau vào đây, Lý Dương chặn cửa, quỷ đã phát hiện ra. Chúng ta, đang xông vào chúng ta. Giọng nói Dương Gian vô cùng bình tĩnh, không có hoang mang, mau đóng cửa, cản trở con quỷ đến gần, xem tình huống sao rồi hành động. Tâm lý của những người phía sau cũng ổn. Hoàn cảnh quái dị đáng sợ này cũng không có xảy ra tình trạng bị rớt lại người, dù là trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không mất năng lực hành động. Tín sử lầu ba đúng là bớt lo được chút. Một đám người nhanh chóng bước vào phòng, sau đó cửa phòng bằng gỗ bùng một tiếng đóng lại. Phòng khách không được, đi phòng khác an toàn hơn.
Sau khi Lý Dương đóng cửa, sắc mặt thay đổi lập tức nói: "Được." Dương Gian không hỏi vì sao, trực tiếp xoay người vào phòng, từ bỏ cửa phòng khách. Trong phòng tương đối kín, xung quanh đều là tường, giường, đồ dụng trong nhà đều đen thui, giống như một lớp tro. Sau khi đóng cửa, Lý Dương phụ trách chặn cửa. "Được rồi." Trong hoàn cảnh u ám, Lý Dương nói nhỏ. Dương Gian không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, tỏa ra chút ánh sáng. Con quỷ đó lúc nãy quanh quẩn gần tòa 7, ta nhìn thấy khói đặc đang ngưng tụ, tiêu tan, ác quỷ đang ẩn núp trong đó. Đây là quỷ vực của hắn, cho nên hắn có thể tồn tại ở bất cứ phương thức nào, không nên quá tin vào mắt mình, trong quỷ vực có rất nhiều thứ có thể lừa gạt người. Hắn nói xong, lập tức đi tới cửa, ra hiệu mọi người lùi ra sau, sau đó nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Dị, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh ba người che miệng lại, cố gắng khiến mình không phát ra âm thanh. Xung quanh lập tức rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Rất nhanh, xuất hiện bất thường. Dường như có mùi cháy khét của xác chết từ bên ngoài bay vào, mặc dù mùi này đã có từ trước, nhưng không có nồng như vậy. Ta chưa có sử dụng quỷ chặn cửa, ta muốn đợi thêm chút. Lý Dương cũng ngửi thấy mùi này, hắn giải thích. Một khi hắn sử dụng năng lực ác quỷ, vậy thì mùi nãy sẽ bị cản lại. Mùi cháy khói cũng bị cản lại. Chỉ là Lý Dương không muốn lãng phí cơ hội, sử dụng năng lực ác quỷ, dù gì việc kéo dài thời gian sử dụng thêm một giây cũng là tiêu hao bản thân. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta sẽ xử lý. Dương Gian không nói gì, chỉ ra hiệu cho Lý Dương yên tâm. Nếu Lý Dương không chịu được, hắn sẽ không do dự mà ra tay. Cũng không thể đối mặt với phương hướng cả đoàn bị tiêu diệt được. Đến rồi, Lý Dương đột nhiên căng thẳng. Sau khi dứt lời, cót két. Trong phòng khách u ám, cánh cửa lớn bị một luồng khói nồng mở ra, phát ra âm thanh mở cửa thanh toát, sau đó hình như có gì đó đang bước vào trong nhà không ai ở, không có truyền lại tiếng bước chân. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng hơi thở của bản thân ngày càng khó chịu hơn. Cảm giác ngạt thở rất mãnh liệt, sau đó lại có động tĩnh khác truyền tới. Mờ thanh trong phòng khách đột nhiên lớn hơn, có tiếng ném ghế xuống, trong bếp tiếng xoong nồi bị rơi xuống đất. Cũng có tiếng di chuyển ma sát đồ dụng trong nhà. Giống như trong nhà có trộm, như đang tìm kiếm thứ gì đó đáng tiền. Và sự thật là, ác quỷ đang tìm người. Hắn đang tìm kiếm những người còn sống mới vào phòng lúc nãy. Một khi tìm được, những người sống này chắc chắn sẽ chết. Trước đó ác quỷ đã phát hiện ra đám người của Dương Gian, cho nên rất nhanh qua đi theo qua đây. Nếu như không phải Dương Gian phản ứng nhanh thì họ sẽ phải đối mặt trực tiếp. Lúc đó dù là không bị diệt đoàn, thì khẳng định cũng có mấy người bị chết. Quỷ đang tìm kiếm trong phòng khách, dường như là không tìm được thứ cần tìm. Động tĩnh tức thời lắng xuống. Nhưng trong sự im lặng ngắn ngủi, có một tiếng thở dài rùng rợn vang lên trong phòng khách. Như cái xác đang lên tiếng, cũng như là tiếng gào thét của khói nồng, vừa quái dị vừa kinh khủng. Lúc này quỷ như phát hiện được gì, hoặc là phát hiện có một căn phòng chưa kiếm. Mùi khói cháy ngày càng nồng nặc. Quỷ đang đến gần. Cũng là không nghe được tiếng bước chân, chỉ ngửi thấy mùi cháy khét của cái xác. Cùng lúc đó, cái cửa Lý Dương chặn đang rung động mãnh liệt, như đang bị đập nát vậy, dường như rất nhanh sẽ bị mở ra. Bắt đầu rồi, quỷ đang ở bên ngoài. Lý Dương chặn cửa, nén giọng lai, vô cùng khẩn trương. Đôi mắt màu đỏ của Dương Gian thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy bên ngoài khói nồng ngưng tụ, trong làn khói dày đặc, một bàn tay gầy trơ xương như xác ướp vươn ra, đang vuốt ve cánh cửa. Cười, cánh cửa bằng gỗ đang ma sát, phát ra tiếng động thô ráp. Đồng thời, mùi khói nồng nàn đang từ từ tràn vào bên trong. Phong tỏa của quỷ chặn cửa đã xuất hiện lỗ hỏng. Các bạn vừa nghe xong tập 170 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.